Cái này là cái bếp than, thành ra nó cháy tốt hơn cái bếp đây. Nó có cái dĩ À, nó có cái dĩ nên là nó thông gió ở dưới lên ha. Đây còn cũng thấy lạ. Quên, cái này là bếp củi. À, hôm nay thì nhà Nam Việt có làm món bánh chuối bọc nếp nướng. À, mời cả nhà mình ha. Chuẩn bị ít than đó đang nướng chuối. Cũng tiện ha. Cái nồi này thì mình nấu cho nó chín rồi cái mình lấy than qua kia nướng luôn. Ở dưới quê thì ngày xưa là mình nấu bằng bếp củi nè, không có tốn tiền, tại đi vòng vòng mình bẻ mấy nhánh chà đó hoặc là lò rơm ha. Này sau này thì mình xài cái lò dầu kêu là lò xô đó. Là nữa mãi thôi. Này mua nào? Em mua hôm qua mà em cúng được địa Cúng con đĩa xong rồi lấy ra nướng luôn. chín rồi giờ chín rồi Ừ. nướng rồi bóng. À, ở trên cửa hàng thì mình hay cúng ông địa nấu chuối ha. Rồi cúng xong rồi chuối chín rục rồi mình làm vài món ăn cũng ngon. Cái nào dập mình Ừ. lấy thôi. Nó rục nữa thì mình sẽ chiên bánh chuối. Chút Thấm vô xíu chắc trong nó tan rồi ha. dạ đúng rồi cho nó thấm vô trong chuối. Để đây đi rồi em đi xếp đây. Cái món này là hồi xưa anh cũng nhớ đi học á, món này rất là rẻ, bán gần trường học á. Rồi sau này thì mấy chỗ sinh viên cũng có bán nhiều. Sao không ăn chuối không? Vậy ăn bánh chuối không? Ăn à. À, Cỡ xé mấy cỡ tàu cỡ ra trái chút mình chuối cuốn chuối. cỡ trái chuối mình cuốn Ừ. Này đúng ra là mình hái xong á cái mình phơi nó héo lại, cuốn không hư. Ở này xiến tí xíu nữa xiến trụng nó sôi cái cho nó dịu dễ làm. Không tét. Con mới xé không no. sao không? Cha con một lát tạo cho cha đi. Sơn Hùng đeo theo mẹ hả? Đâu chở rồi ngồi. Rồi bây giờ mình nhúng cái lá chuối để cho nó Dẻo dẻo dễ làm, dịu xúc. Này cũng nhanh. Trụng cái này đây. Sơn Hùng ngồi chờ ăn bánh hả sao không? Con ngồi xích ra để nóng nóng con đó. Lửa cháy giống như là mặt trời vậy á. Ừ. Đây, chín chưa? Ừ. Cái này nếu mình hấp thì sẽ ngon nữa ha, nhưng mà sao Anh mất thời gian lắm. ớt cái Ừ, mình nấu giống như nấu cơm vậy. Rồi chắc xuống. Giờ để nguội mới bó được, nóng lắm. Để cho nó nguội chút xíu. Đau bụng quá. Chưa ăn mà than đau cái gì? À, chưa ăn mà. Chút xíu nó ăn hết đau ha. Ăn cũng đau nữa chứ giờ làm sao giờ? Nhưng mà giờ làm sao cho hết đau giờ? Ngủ hả không? Giờ đi ngủ nha. Ừ. Nó cốt mà cho bột bán trong không? Hồi xưa là cái món này với cái món cháo huyết mà để đề. Giờ thì ở mấy cái khu công nghiệp với chỗ sinh viên cũng bán nhiều. Thì vậy là nước dừa, nước cốt dừa nó nổi trên hết ha. Mình dắt chút xíu ấy nổi lên à. Dạ. Bột bán nó chín nó trông đẹp gì không? Trong khe. Mà để ở đây. Hồi trước em có nhiều video về bột bán đó. Chè bột bán, bánh bột bán. À, nếu mà bà con mình quan tâm thì có thể gọi chữ Nam Việt chè bột bán ha, hoặc là bánh bột bán. Rất là nhiều luôn. Cho nó tốt vừa. Dạ. Ăn hết nó tốt rồi chứ. À, là nãy nước cốt dảo phải không ạ? Dảo mà chưa vứt À? Nấu trước. Còn cái nước cốt đặc thì cho vô sau. À, cho vô thì bắt xuống để nó mất béo nữa. cái này mà cho tí bột nam.
Nếu mà bột bán nó không đủ lèn thì cho một xíu bột năng cho sạch ha, cho nó lèn ít thôi, chứ mình cho nhiều quá nó sẽ kẹo luôn, đặc quá không ngon. Cái thang này nấu sướng quá nè, chút xíu nữa mình sẽ có cái thang tốt để mình nướng hồi chuối xưa, luôn. Hồi xưa ở phố người ta chụm thang rồi. Ở dưới mình thì chụm củi chứ phố người ta chụm thang đã có. Bán vô coi nó đủ độ lèn không. Không đủ độ lèn thì cho một tí bột năng. Bột năng ở đây. Ta còn đủ sạch chưa? Chưa đủ lèn. Nè, bột bán vậy nó đâu được. Hơi lỏng không? Lỏng hơn, vậy đâu được. Mình cho một tí bột năng ha. Cho bột củ năng. Cho cái lá sạp lại liền nhanh. Mẹ nói cỡ này là sạch là dừa rồi nè. Còn nếu mình muốn thơm á, thì mình sẽ bỏ thêm lá dứa ha. Nó sạch sạch là dừa nè, chan lên ngon. Rồi bây giờ cái thứ hai của xiến nè. Mẹ nói xiến làm đi mốc đem lên cửa hàng bán gần trường học á. Rồi lấy chuối quấn hai đầu ha, xuống rồi. Món này cũng hơi cực. Nấu cơm nếp xong rồi cuốn lại rồi nướng thêm lạnh nữa. Cái này thì hai mặt mình xài mặt nào cũng được, nhưng mà cái này mình xài mặt trong á, để chút nữa cái lá chuối nó nhìn bên ngoài nó xanh nó đẹp hơn, nhìn nó không bị ngược. Này ống cuốn cái viên trôi nước hay mà. Nhưng mà này nếp nó còn dính hộp. Rồi bóc hai cái đậu lại. Có tròn. Rồi cái thứ ba ha. Này thật sự thì cái nếp nó đã chín rồi, chuối thì ăn sống cũng được ha, nên là mình nướng cho nó thơm thôi, nó ráo nước bên ngoài thơm, nhưng mà nếu mà nướng giòn tí xíu thì nó sẽ ngon. Dắt 1, 2, 3, 4, 5 trái chuối ha. Này mẻ đầu tiên, nãy xiến chắc là mười mấy trái ha, 12 em. Cái món này ngày xưa có hay làm không mẹ? Cũng thỉnh thoảng cũng có làm ở thông quá. Đổi món này món kia ăn chơi vậy đó, rảnh mà. Giờ không có rảnh. Nhưng mà cái này mình nấu cơm nếp nó lẹ hơn là mình nấu xôi thôi mà. Nó gọn hơn. Do nếp cái với nó hơi nhão nhão rồi mình mới bóp được phải không mà? Dắt được. Mình xôi để lâu cũng nhão nữa thôi. Vậy hả? Hồi xưa là đâu có tốn tiền điện bao nhiêu đâu, toàn là xài mấy cái nhánh trà chụm nè. Nấu cơm cũng bằng rơm, bằng vỏ trấu khi mình trà lúa đó. Giờ cái gì cũng xài điện hết. Chụm vỏ trấu là sướng hơn chụm rơm rồi đó, nó gọn sạch hơn mà cháy nhanh không ạ? Cháy nhanh, dễ chụm hơn. Còn rơm mà bay tro tùm lum luôn. Hồi xưa là cái nhà nào vách lá nó cũng đen thui hết hả mà, khói quá trời luôn. Mà ngồi gần đó không bệnh ta. Độc hại dữ. Mà hồi xưa tội nghiệp mấy người nấu cơm ha. Quanh năm ngồi. Nồi cơm thì lớn. Nhà thì ăn đông lắm chứ không phải như giờ ít người vậy đâu. Đại gia đình đông lắm. Rồi nấu một bữa cơm rồi tôi táo quả một canh. Chứ không. Sao lâu vậy? Sao lâu cứng, lâu chín luôn nè. Dạ lâu quá hả sao không? Cái này khi mà cái lá nó gần trái là tự nhiên nếp nó ngồi giòn rất là ngon. Thì mình cứ riêu riêu gì nữa vậy nè. Không. Không ngỡ đó con. Đây không chính xác. Bệnh về là đâu rồi ăn nếp rồi ta? Ủa, 20 này con đi bác sĩ nhà nào vậy? Nói rồi nghe. Bác sĩ nào? Thì anh đi bác sĩ nào? Như chào
bác sĩ nào ông hay bác sĩ nào bà? Bác sĩ gì nó dễ hơn? Con là cái con là chữ ba da lưỡi chữ ba không đi lên phố ở trên lên mẹ nghe tiền nước bác sĩ nước. Nhưng mà bác sĩ Đinh Di Đồng người ta về đây sao chứ không đi bác sĩ rồi bác sĩ có dặn gì không? Đi thành phố nổi mẹ mới ghé ở đây và ở đây cũng là bác sĩ tỉnh vậy con thành phố chị đặng đồ mua đồ chơi hả? Nó cháy lá hả mẹ? Nó cháy tới nếp chưa? Chưa. Nó đỡ này. Dạ. Bên kia nướng sau mà cuối cùng nó chín trước nè. Gặp bên đó, cái bếp nó là bếp than nên nó lửa tốt. Còn bên đây thì bếp củi nên là nó không bằng. Mình đổi nó qua ha. Dạ. Nếu mà bà con mình ở dưới quê thì rành cái này ra, còn nếu ở Sài Gòn thì sẽ không rành. Tức là bếp củi thì mình sẽ để cây củi nó dài từ ở trên cái miệng này nè, nó thòng xuống cái kia thì gió nó sẽ đi ở đây vô để nó đưa cái oxy lên để nó cháy, nó hút lên ha. Nên là khi mà than mà lọt xuống đó rồi thì nó sẽ cái độ thông gió nó kém hơn. Còn như cái bếp than bên đây á, nó chiên xài than nên là nó có một cái giá đỡ và có rất là nhiều cái lỗ ở trên dưới thì lúc nào gió cũng thông lên được hết, nên là này xài than rất là tốt nè. Giờ lọc vỏ ra cho nó khô lại ha em. Ngon quá ha. Đây, bây giờ mình mang lên nhà mẹ cắt ra ha, thưởng thức. À, bây giờ mình sẽ sắc ra rồi cho vô chén chan nước cốt dừa nghe. Ngon lắm. Đâu rồi, đổ nước mình đó vậy? Nãy giờ ở đâu mình được chỉ vậy? Không nồi không có máy lạnh nè. Không được vậy. Quá đấy, cái ghế con. Mình bao nhiêu? Nhanh nhầm. Chưa, không phải chờ bà nội sắc ra cho con. Đã chưa sao Hồng? Đó, hồi nãy sắc ra cho nè. Miếng nếp với ở giữa là trái chuối ha. Đã quá. Ngon quá. Ngon quá. Sao mà bị chị ba Minh lại à? Nấu mà cũng không được. Ta nói mà không cho. Ta nấu gì cả. Cho nước cốt. Con dở muỗng lên đi. Nè bà nói cho nước cốt cho nè. Chan nước cốt vô nè. Con nói gì mà bị chị Minh lai vậy sao không? Đậu phộng nè. Đậu phộng quá trời luôn. Mè nè. Ngon không? Từ từ ăn. Cảm ơn bà nội chưa? Hả? Nhiều phải không? Giỏi. Rồi, chị ba với chị Minh đang chờ bà nội cho phần. Hấp dẫn quá. Nhà cho nước cốt vô nghe. Cho nước cốt vô. Này, quá đã luôn. Rồi. Cho đậu một phộng. Miếng đậu phộng nè. Một mè. Miếng mè nè. Đó, có ai đây? Chị Minh. Chị Minh ha, là chị ba ha. Giỏi. Chị Minh cảm ơn đó không? Vậy mà sao Hồng chạy nhắc không à? Nhắc không cảm. Hoan không. Loan không hết sao không? Đi học cô giáo có dạy cảm ơn không ta? Hả? Có mà sao trời nhắc vậy? Chị ba cảm ơn. Quá trời sao không nực à? À, bữa nay cả nhà mình ăn bánh chuối nha. À, bánh chuối nướng. Này là cái gì mà? Bánh chuối nếp. Bánh chuối nếp nướng. À. Này. Không biết gọi tên sao nữa. À, đây mời bà con mình nghe. Này. Quá đã luôn nè. Bánh cam nữa không? Dạ. Được không? Rồi bữa nay mời bà con mình món bánh chuối nếp nướng.
Đây. Giãn ha. Ngon quá. Nước cốt dừa bột bám. Mè đậu phộng. Nếp này mình nướng vừa giòn nè. Chuối thì nó ngọt mềm. Quá đã không? Ăn nhớ hồi xưa ha. Thời học sinh. Đây, mời cả nhà mình. Bữa nay chia sẻ một món dân dã rất là ngon. Rồi, tạm biệt bà con mình ha. Nếu còn thấy hữu ích thì chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Mình làm món bánh nếp nướng giống như chè chuối vậy. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại.